Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình Phạm Minh Lâu Chân đây. Ok, hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game nó giải lập lại như cái game Johnny nha các bạn. Như là tựa game này đây. Hey, hey, hôm nay quay cùng cả anh em, những sẽ bay đây và trong cái đêm đến với Johnny, một trong những cái tựa game mà mình đã rất muốn chơi trên kênh của mình rất là lâu rồi. Nhưng mà nó là một cái lý do duy nhất, đó là mình vẫn chưa có PS4 để mà chơi. Sao mình lại thấy đẹp lạ lùng lắm. Nó chỉ có kiểu, tại vì sao? Wow. Cái gì vậy? Ok, hôm nay mình sẽ vào chơi luôn nha. Game này mình cũng quên tên của nó rồi. Đó, nhân vật nè, nhân vật huyền thoại nha. À, tại trong này mình không nhớ cho lắm. Đứt giá. Ok. Quá dữ luôn các bạn ơi. Cái game này mới đầu là như mình thấy nó hơi phê rồi đấy. Mình cũng không biết mấy từ trong đây nó viết cái gì nữa. Nếu bạn nào biết thì các bạn hãy comment phía dưới nha. Yeah, nếu bạn nào biết thì các bạn hãy comment phía dưới nha. À, sao mặt lợn luôn, vãi tại anh đi. Sao mặt lợn. À, sao mặt lợn nữa. Hài vãi. Í, quá dữ luôn. Ui, ui. Ôi trời ơi, quá kinh lờn. Ui. Ôi nhảy lên đó không được. Mình sẽ cố gắng nhảy lên mấy đó nha. Mấy cái khinh khí cầu đó coi đằng trước có không. Còn nè. Ok. Yêu. Úi giời ơi không được, nó sắc mặt lờ vãi cả thanh niên. Không được. Sắc mặt lờ nữa. Cắm đầu xuống đất luôn các bạn ơi. À. Lại cắm đầu xuống đất nữa. Mình nói thiệt mình đúng gà luôn á. Mình gà mấy cái chuyện này lắm. À, các bạn đừng nhảy ra tầm bậy nha. Lên được rồi, lên được rồi, đăng lý ra đã lên được rồi. Hình như trời sắp chiều tối rồi các bạn ơi. Là mình phải canh thật là chuẩn nha. Nó auto liền. Tôi gớt súng giật luôn. Ok, chẳng nói chuyện lại từ đầu. Ok, say game. Say game, vãi cả say game. Ui, nguy hiểm quá các bạn ơi. Ôi cái game này mình nhìn phê quá các bạn ơi. Nhìn đúng đã mắt luôn á. Nói thiệt. Oh. What the hell. Oh. Hay quá mà ơi. Wow. Được cộng điểm nè. Cái game này ra sao ta. Mình cũng chưa biết nữa. Say game. Auto. Auto. Mình phá mấy cái màn chạy này quá các bạn ơi. Auto. Oh.
Ok. Nãy mình quên là ngay chỗ đó có cái cục đá. Nhưng mà cái này chạy quá nhanh cho nên mình không thể nào thấy kịp. Lúc đó nó còn tối nữa. Dạ, nó vẫn còn tối nữa. Trời nó đang tối cho nên mình cũng không thấy. Say game. Chơi cái này mắc ảo luôn á các bạn, nói thiệt chơi này đúng ảo luôn á, ảo diệu luôn. Ok, mình sẽ chơi lại nữa, cái này mình thấy giải trí vãi, khác hơn mấy cái game khác. Mấy game khác chơi nó ức, chơi không phải là ức chế mà là chơi nó căng thẳng nhiều quá, không phải giải trí nhá, không có giải trí mà nó căng thẳng thêm á. Mình thấy cái game này khá là hay, mình thấy này rất là giải trí. Dạ, thấy game này mắc phê luôn. Auto win. Đụng chút cái gì nữa chạy. Game auto, cái game quá hay. Mình có cảm giác khoái cái game này rồi đó. Trời sắp sáng rồi. Ồ, nhìn mặt trời kìa, đúng bự luôn. Mặt trăng thì nhỏ. Đó. Mình quên mất chỗ đó có đá. Vãi cả thanh niên ngu người. Thanh niên ngu người vãi. Không biết video của mình nãy giờ còn mấy giây nữa ta. Ok, mình sẽ chơi thêm bàn này nữa là mình sẽ kết thúc clip luôn nha các bạn. Hay là thêm 3 bàn nữa đi. Ok, 3 4 bàn gì nữa. Say ngu người. Mình phá cái này ghê luôn á, mình nói thiệt mình đúng phái luôn, cực kỳ là phái. Mình phải nhấn vào mấy cái màn mà lộn mèo xây game. Trượt nào, trượt như một di thân, trượt cứ như đúng rồi vậy. Sắp mặt là sắp mặt luôn các bạn ơi, cắm thẳng đầu xuống không phải. Các bạn đứt súng mà cát luôn. Như này là cát á, mình nhìn giống cát thiệt. Cát ở dưới mấy sa mạc á. Khi gió này nè. Mình nhìn giống thiệt luôn á. Ngu người. Auto. Ok, mình thấy cái game này cũng vui. Không biết các bạn có thích game này hay không thì các bạn hãy bình luận ở dưới nha. Vậy đó. Ok, mình sẽ chơi màn này nữa rồi mình sẽ up clip nha. Say game, xem xin nữa, sắp mặt lò nữa rồi. Say game. Không biết trong đây có lộn ngược lại gì luôn nữa.
nhiên trong đây có lộn ngược lại á. Đúng rồi, trong đây có lộn ngược lại. Không phải, không có rồi. Ok, mình sẽ kết thúc clip luôn ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thích clip này thì các bạn hãy để trên một like, một share, subscribe, hãy ủng hộ mình đăng ký kênh cho mình nữa nhé. Và cảm ơn các bạn và bye bye.